Chương trình Ngôi nhà của em. Ngôi nhà ở Athens. Xin chào, tên tôi là Mariana và tôi 10 tuổi. Tôi sống ở Athens, là thủ đô của Hy Lạp. Ông cố của tôi đã xây dựng ngôi nhà này 70 năm trước đây. Bây giờ tôi sống ở đó với ba mẹ và em trai Fotis của tôi. Điều đầu tiên tôi làm khi đi học về là cho con thú cưng của tôi tên là Kyriaki ăn. Trong tiếng Hy Lạp, Kyriaki có nghĩa là chủ nhật. Các bạn có thể đoán được bố mẹ tặng nó cho tôi vào ngày nào rồi đó. Nhà tôi có 2 tầng, nhà bếp và phòng khách ở tầng 1 và các phòng ngủ ở trên tầng 2. Chào mừng đến với vương quốc của riêng tôi. Đây là phòng ngủ của tôi, và nếu bạn nhìn quanh đây, bạn có thể nói lên được nhiều điều về tôi đấy. Ví dụ, tôi đã sưu tầm các bức ảnh của các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng Hy Lạp như Remus và Kleksos. Những bức ảnh này tôi cắt từ các tạp chí và đổi với bạn bè của tôi. Tôi thật sự thích nghe nhạc pop của Hy Lạp, và tôi có thể chơi một vài bài hát mà tôi thích nhất. Sau giờ học trên lớp, tôi học chơi đàn organ và thổi ống tiêu. Tôi cũng thích biểu diễn bơi lội theo nhạc, và tôi đã giành được nhiều huy chương. Thường thì tôi có thể ngồi đây và chơi đàn organ hàng giờ liền, nhưng với mùi thơm sực nức từ bên ngoài, chỉ có một thứ tôi có thể nghĩ đến, đó là thức ăn. Từ ban công tầng 2, tôi có thể đi thẳng xuống các bậc thang dẫn ra sân. Dĩ nhiên, chúng tôi có một lò nướng trong nhà bếp, nhưng món ăn ba tôi đang nướng bên ngoài là món tôi thích nhất. Hôm nay, bà đang làm món nướng đặc sản của Hy Lạp, tên là souvlaki. Món này chúng tôi dùng chung với bánh mì dẹt. Khi ba tôi nấu ăn, thì cả nhà bốc mùi thơm lừng. Khi ba nấu món souvlaki, tôi luôn là người đầu tiên xuống giúp ba. Chúng tôi dùng tất cả các bữa ăn quanh bàn ăn trong nhà bếp. Điều tôi thích nhất trong món souvlaki là bạn không phải dùng dao hay nĩa để ăn. Thật vui khi thấy cả gia đình ăn bốc, đặc biệt là mẹ tôi. Nhìn xem, ai đến thăm đây? Bạn tôi, Helena, và em gái của bạn ấy. Sân nhà tôi là nơi tuyệt vời để nấu ăn, nhưng nó cũng là một nơi thật vui để chơi đùa. Trong trò chơi này, bất cứ ai được gọi tên phải bắt được quả banh và cầm quả banh đuổi theo người khác. Trông có vẻ như Fortis chạy không đủ nhanh rồi. Chúng tôi cũng chơi trốn tìm và đuổi bắt ở trong sân, và chúng tôi cũng tổ chức các bữa tiệc sinh nhật ở đây. Thưa quý ông, quý bà, chào mừng đến với nhà hát Karagiozi. Đây là phòng của em trai tôi. Chúng tôi đang trình diễn vở kịch Người anh hùng Hy Lạp, Karagiozi. Trẻ con Hy Lạp lớn lên nhờ những câu chuyện kể về Karagiozi. Có rất nhiều sách và đĩa, và đôi khi, thậm chí trên truyền hình cũng chiếu chương trình về người anh hùng này. Nhưng điều chúng tôi thích làm nhất là bịa ra những câu chuyện của riêng mình về Karagiozi và các cuộc phiêu lưu của ông. Trong tầng hầm dưới ngôi nhà, chúng tôi cất giữ gỗ để đốt trong lò sưởi vào mùa đông. Và những đêm mùa đông lạnh giá, cả gia đình tôi quây quần quanh lò sưởi. Hôm nay, chúng tôi đang có một cuộc thi xếp chữ. Tiếng Hy Lạp là một trong những ngôn ngữ cổ nhất thế giới. Các bạn có thể đã biết một vài từ Hy Lạp rồi, vì rất nhiều ngôn ngữ khác mượn từ trong tiếng Hy Lạp, như là từ hài kịch hoặc là từ chế độ dân chủ. Phòng khách của chúng tôi được trang trí bằng nhiều bức tranh vẽ cảnh tàu thuyền. Bao quanh Hy Lạp toàn là nước và người Hy Lạp rất yêu biển. Những người Hy Lạp đã là thủy thủ trong hàng ngàn năm. Giờ đến lượt tôi, và trông có vẻ như tôi sắp thắng rồi. Tôi có 9 từ. Ở Hy Lạp, Kalispera có nghĩa là chúc ngủ ngon.
Fortis và tôi thích đọc truyện thần thoại Hy Lạp về các vị thần Hy Lạp cổ xưa, các nữ thần và quái vật nữa. Nhân vật tôi thích nhất là nữ thần Athena, nữ thần của sự thông thái. Nhưng Fortis thì thích Hạt Queen và quái vật một mắt Cyclops. Kalimera, chào buổi sáng. Fortis và tôi luôn tự làm bữa sáng trước khi đến trường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ trong giờ giải lao. Thường thì chúng tôi đem theo một vài chiếc bánh mẹ làm hay một ít trái cây. Giờ chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới rồi. Trong suốt tuần, chúng tôi không dành nhiều thời gian ở nhà. Tôi ở trường suốt và cũng hay đến chơi nhà bạn bè. Nhưng dù tôi ở đâu hay tôi đang làm gì chăng nữa, thật tốt khi biết rằng ngôi nhà của tôi luôn ở đó, chờ đợi tôi quay trở về.